Hôm nay cô Sáu và các con lại gặp nhau nữa rồi. Cô Sáu sẽ chia sẻ với các con thêm một trò chơi rất là thú vị nữa. Trò chơi có tên là chơi với màu nước. Đầu tiên, cô Sáu đã chuẩn bị màu nước và một cái hình màu trắng để cho các con in màu lên nha. Cái hình này thì cô Sáu nhờ ba mẹ chuẩn bị cho các con nhé. Đầu tiên, cô Sáu sẽ lấy màu nước. Các con nhớ là khi mình in màu thì chỉ in trong cái hình màu trắng này thôi các con nhé. Các con in từ từ. Các con nhớ là in trong cái hình màu trắng này thôi. Thế là cô Sáu đã in màu xong rồi nè. Cô Sáu chúc các con ở nhà chơi với màu nước thật là vui vẻ nhé. Cô Sáu xin chào các con.